xin chào nha. Đây là vườn cây ra trái nè. Đẹp chưa? Ủa cà tím đâu xanh không thấy, em hái hết rồi. Anh có biết cây cà tím không? Không. Nằm đâu? Học nào giờ không biết cây cà tím đâu hả? Đây đúng hả? À bên đây. Trời. Cao quá. Ăn thôi chứ biết gì. Đây. Tím. Trái ra nhiều dữ vậy trời. Anh tưởng đâu nó không ra trái chứ. À, làm lẩu mắm ăn cũng được. Không nướng cũng được. Nướng ăn cũng ngon lắm. Nướng hấp thì ăn cũng ngon. Hồi đó đâu biết. Hồi đó đâu biết ăn cái này đâu. Sau này mới biết ăn. Đó. Cốc nè. Đó là vườn cà tím nha. Đây, vườn cà tím ra được bao nhiêu đây trái. Đây cốc ổi. Đây bí nè. Ổ qua. Ra trái nhiều ghê ta. Mấy nay ăn liên tục nó mà vẫn chưa hết hả? Cái đợt này ra trái to ghê. Ừ, đợt này sao ra trái to mà nhiều quá. Phân ha, bỏ phân mới tốt. Nàng mới gieo mấy cây cà lại nè. Đâu? Này là gieo hạt nó lên nè. Cà tím à? Cà chua. Quá chừng. Mày lấy nấu canh lẩu hôm qua cũng được. Qua dưới hai con gọn gỗ dưới đó. Trái to rồi. Đợt này trái to quá trời. Đợt rồi mới hái này trái to quá trời. Hái cũng 7-8 trái, cả chục trái à. To cả gan luôn á. Trái nó xanh hết à. Đây nha các bạn, trồng trên nóc nhà nha. Nóc ton nè, thấy không? Đó, bằng ton đó. Chứ không phải nhà đúc đâu nha. Mấy người ở nhà đúc nhiều khi người ta không biết trồng á. Đó. Đây gốc nè. Ủa, bà má. Bà má tổ trưởng nè. Này đổ nó xèo ăn hết ý luôn á. Nó ra nữa hả? À? Bãi xanh nó ra nữa nè. Đó nè. Đó. 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 Hành nè. Đó. Rau xanh, dưa leo. Ủa dưa leo hái hết hả? Không còn trái nào hả? Phủ một màu xanh luôn. Đó, màu xanh luôn. Ủa sao đây nó bung lên nhỉ? Hả? Hỏi em, hỏi ai? Đó giờ vậy luôn hả? Ừ, phần vậy. Kéo rồi ta.
vừa làm đất rồi không lại hơi nhiều rồi. Ngọ hả? Ngọ, bông cá hà cà mẹ lên lại gãi xuống. Ăn đâu hết không? Thì lấy cái bông đó, giờ mình lấy cái hà của nó, mình làm giống nó mau lên đó, cái hà này mau lên đó. Đặt mới á. Nó lên mà chưa hết, nó lên quẩy quẩy rồi. Cành cua hả? Đất lành chim đậu nha các bạn. Đây nó làm tổ chim đây luôn rồi. Đẻ trứng luôn rồi. Đó. Chim này không biết chim gì nữa. Làm nguyên cái tổ luôn. Hả? Đang nhét luôn không? Câu hổ hoài con, câu hổ hoài con không chán hay không? Ba có thương không? Hả? Ba có thương không? Không. Ok. Ừ. Ai cho ba không thương không? À, con gái rượu đây. Làm phơi nắng. Đây là Mai với Lan. Đây ra muống. Ra muống salad. Mai. Dừng ra muống. Này dừng ra muống nha các bạn. Trái thì thu hoạch mỗi ngày. Trái là thu hoạch mỗi ngày ăn nha. Rau cải cũng vậy. À, ổi. Ổi chín rồi con, ổi ổi trái bự kìa. Kìa xăm bọc á. Ổi cái đó con ăn được rồi. Nhỏ gì cái đó ăn được rồi. Nhỏ quá, ăn cũng được. Khế nữa kìa.
khế. Thôi, lẩu ăn không dừa. Đây lòng chim đây, thành không vô. Vườn nho trên đây. Hai trứng còn một trứng bên kia kìa ba. Còn tổ bên kia nữa. Sao? Còn một tổ cái mật ong nữa. Tổ nào? Tổ bên mật ong á. Ong nào đâu? Ong tổ. Bệnh bệnh có một tổ mà, bệnh đó tổ ong mà. Đó tổ chim. Chim rồi chim bên đó tổ ong. Thấy có tổ chim à? Có không? Có một trứng. Bên đâu? Bên tổ ong á. Trời. Bên đó làm sao mà tỏ, phim nó vô nó đậu được kế bên tổ ong. Đâu có. Cắt tổ ong mấy. Một mấy. Trái nè. Trái đó. Lên trái đó. Đó mùa dịch nè. Thấy không? Được như đây. Rồi. Hậu qua. Đó. Cái này nhỏ. Đồ ăn là không có sợ. Rau củ là cái đống. Đó. Đây, bên đây cũng cái đống nè. Ngọc lũ khủ. Đó. Sài Gòn nha. Đây, cà bắp đây. Bắp này mình ăn sống được nha các bạn. Mình hết bằng lên chưa? À. Mình để đâu vậy? Ở chỗ kiến á. Đây là chùm cốc nè. Đủ khủ. Trồng trên nóc nhà. Con nha, nóc con nha. Nóc bằng con. Đây có khế không? Khế, ổi, cóc, nhiều lắm. Nhóc luôn á. Đậu que, đậu đũa. Rau. Giãn cách thêm 15 ngày nữa. Đó. Sài Gòn giãn cách thêm 15 ngày nữa. Mong rằng tới 1 tháng 10 sẽ bình ổn. Giãn cách hoài chắc cũng chết quá. Giúp không hết rồi. Đây. Cả đống luôn. Ủa bí bí này ra được có con trái hả? Mấy cái kia hái cũng hết hả? À? Bên đây là vàng nho nha. Đừng có tưới cây này nha. Nó này úng rồi đó. Ông không trồng mà ông tưới cái gì nó sống. Mới vô phân à. Khoan khoan chứ ông phải tưới chứ ông có tưới gì lấy gì nó sống. Không có nước chứ bự không khoát sao.
mấy cái ngoài kia vô phân hết chưa? Lát hết hết nè, thu hoạch hết nè. Giờ tối rồi đó, dừng ra buổi tối nè. Ở lần tưới cây là tưới tới tối luôn. Nhưng phải cầm cây dễ rồi nha đó, tưới tới tối luôn.